quốc Lý Tất Thành. Tuy nhiên vì danh lợi cá nhân, vì tham vọng chiếm được đảo Phú Quốc và 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ, Hun Sen đã để con trai mình cầm quân đến biên giới Việt Nam, tấn công binh đội 202. Trước đó, tướng cố vấn Trung Quốc Lý Tất Thành đóng quân cách biên giới Việt Nam 6 km, vì sợ tướng Bùi Cao Khánh bắt cóc hoặc ám sát nên đã cao chạy xa bay về thủ đô. Tuy nhiên trên đường về lại thủ đô, viên tướng này vẫn suýt mất mạng bởi điệp viên người Trung Quốc Trần Chí Bảo mang bí danh K6. Ngay sau khi bị lộ, Trần Chí Bảo may mắn chạy được sang Việt Nam. Vợ và con gái 6 tuổi của anh cũng được tướng Bùi Cao Khánh điều quân sang Trung Quốc đón về. Quân lính Trung Quốc đã chậm một bước để bắt vợ con điệp viên K6, vì tướng Khánh đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước. Thế nhưng cuộc hội ngộ của điệp viên này không vẹn toàn, bởi cha mẹ của anh ta khi xảy ra sự cố đang đi Quảng Đông ăn cỗ cưới một người bà con.